Các bạn ơi, đây là cái khung xung quanh, cái khung cảnh ở cái chỗ mà mình ở này, cái Airbnb này. Nhìn giống Việt Nam, chị cũng giống Việt Nam chứ bộ. Kiểu mà giống như ở Vũng Tàu rồi nọ. Nha Trang không? Giống Nha Trang không chị? Giống quê chị không? Không, tùy khu vực mình cũng tới chứ. Xung quanh. Biển, đúng rồi, đặc biệt. Này đi mới thấy cái câu cái dừa nhiều rồi. Là biết ở Florida thiệt luôn, đặc trưng ở Florida. Bây giờ nhưng mà giờ mình nói mình đi 20 năm em bây giờ mình cũng chưa hình dung nữa. Không, á trời ơi chị chưa về hả? Trời, chị về là thấy khác hẳn rồi. Khác lắm, chị giờ là đẹp lắm. Mấy anh chị em mình tới rồi các bạn ơi. Hôm nay là mở cửa này cho nên đông quá. Phở 79 này các bạn. Kế bên là có cái food town bữa mình có đi qua này lúc mà cách đây mấy tháng đó. Bây giờ phải chắc phải xếp hàng, không có chỗ đậu xe luôn. Tại hôm qua ngày Christmas thì người ta đóng cửa rồi, hôm nay bắt đầu người ta mở cửa lại nè. Đông quá không có chỗ đậu xe, bây giờ hai ảnh đi kiếm chỗ đậu rồi tụi mình đi vô trước. Các bạn nhớ chỗ này ông food town hồi năm mấy tháng trước mình có tới rồi nè. Cái này tiệm này nó có ở ngoài trời nè các bạn, muốn ăn ngoài trời nè, bán nước ở bên kia nữa. Bây giờ phải ghi tên ở ngoài đặt để chút rồi người ta kêu mình vô sau xếp hàng nè các bạn, đông quá. Chị Tina chỉ đang ghi tên. Lấy bàn. Ngày mai là mình phải dậy sớm nha con. Đây. Ảnh này ảnh ngủ đã luôn nè đó. Ngày mai là con bắt 7 giờ con mới kêu con dậy. Tại hôm qua mình mệt quá nên cô cho để con ngủ thoải mái không? Mình dưỡng sức lại. Cái bắt đầu tối nay cái mình ngủ sớm, ngày mai mình dậy sớm nha. Không chịu. Kế bên cái tiệm phở các bạn. Có tiệm gì đây? Cái gì là tiệm gì á? Bánh mì cà phê hả? À bán nước hả? Có boba nữa nè. Trong thời gian chờ đợi các bạn bên kia đang ngồi đợi phải thêm mấy bàn nữa mới được. Thì tụi mình ghé đây coi có mua đồ ăn vặt nè, có đồ ăn vặt quá trời nè. Đây quá trời nghe, bán đồ ăn nữa nè. Bỏ hộp, sẵn cơm cháy. Tiệm ăn vặt cho các bạn có chè, có trái cây, không có thấy nước dừa. Vậy thôi để xuống kia em đợi nước dừa mua. Bán bô bà. Phải không? Coffee, cái đó là black new tea. Black new tea chị. Ủa em nước dừa đây, nước dừa tươi hay là nước dừa gì? Tươi phải không? Ở lấy chuyện ly đi. Chị nói nước dừa tươi nè, để mình kiếm trong đây coi. Không có em ơi, hết rồi sao? Dạ hết rồi. Hết rồi các bạn. Ở đây bán bánh mì nè các bạn, thấy bên trong không? Làm bánh mì bán. Rồi, thank you chị. Đây là cảnh xung quanh trong tiệm các bạn. Ngồi đây đi, hai bàn đi anh. Anh ngồi đó hả? Ngồi đây đi. Chim hai bàn, không có bàn đủ, 6 người. Các bạn ơi, phở ra nè nha. Tôi lớn mà, em nên em ăn tôi nhỏ. Thôi vậy cho không. Các bạn thấy nó dĩa rau hấp dẫn ghê không? Chỉ có phôi đa mới có đậy, nó mới dùng cái dĩa vậy thôi đó. Bên này tôi lớn này. Bên đây thời tiết nó ấm này, quá trời luôn. Nhìn dĩa rau. Có ngò gai, có đồ đủ thứ. Bên Houston là có 2-3 cộng thôi. Còn cái tô nhỏ bên này. Tô nhỏ của em. Của em small nhưng mà ít bánh. Ít bánh phải không anh? Dạ, yeah, thank you anh. Đâu có biết đâu, ít nhiều gì đâu có biết. Em ơi, nhiều chuyện đâu có biết. Chúc các chị ăn ngon nha. Dạ yeah, rồi, thank you anh. Dạ. Anh ăn bớt bánh phở vậy hả? Nè, cái này của chị nè. Đếm thử nước nè. Phở hấp dẫn nè. Ở đây bún bò Huế cũng ngon các bạn, như lần trước mình đi ăn bún bò Huế á. Ngon hơn, nhưng mà cái này để lần tới đi.
Bây giờ sáng ăn phở xong bữa nào mà rảnh nó chạy ra đi ăn bún bò Huế. Ok đây nè. Ok. Nè. Mời các bạn nha. Bỏ rau vô nữa, bá cháy luôn. Không con. Ngon hả? Ăn chiều ngon không? Hỏi không trả lời. Ngon không? Dạ ngon. Ở đây phở ăn ngon đó các bạn. Nếu mà có dịp tới đây ghé phở 79 ăn nha các bạn. 79 đường Sterling đó, đúng. À, nó có nhiều chi nhánh đúng rồi. Đường Sterling hả? Để mình để địa chỉ ở dưới video cho các bạn xem. Hai đứa nhấp mà nó còn khoái, nó kêu ngon đó các bạn. Wow. Đây là cảnh hai bên đường đi tới chỗ đường Fort Myers đó các bạn. Đây nè, có mấy cái bãi ở đây luôn nè anh. Đó. Đi vòng vòng. Bị chói ánh nắng mặt trời các bạn không thấy rõ. Có một cái bãi cát trắng luôn anh. Cái người ta xuống đó người ta tắm đúng không? Đã bắt đầu tới khu vực ăn chơi đó các bạn ơi. Này cho cô chỗ mướn xe, mướn scooter, mướn xe đạp, mướn xe máy này chạy nè. Đó, có quầy quầy ăn, quán ăn mấy cái bo ở ngoài luôn. Vui quá. Cái này mình ở ban đêm vui anh ơi. Ờ, lúc nay Miami ở ban đêm á anh. Không muốn ở đêm không? Khỏi cái kia luôn. Khỏi về 3 tiếng. Enjoy today here. Yeah, đã quá. À. Thơm cái bụng quá vậy. This is America. Này là Mexican restaurant. Này này Mexican. Tequila. More tequila to come. So each side là có cái beach đúng không? Đúng rồi, con nhìn vô cái map kìa. Con nhìn cái map đó. Ồ, con see không? Wow. Hai bên là biển luôn á chị. Oh, mà hết rồi mà sao alcohol đó mà. Con một... Look at that giraffe. Con record được không? Con record con giraffe à? Slow down. Các bạn thấy cái nhà hàng này đẹp ghê không? Nó sơn ở ngoài hình đủ mặt biển đồ nhìn đẹp dễ sợ. RC loves CC. RC loves CC hả? Ở CC. Tưởng RC loves CC CC chứ. Đây là dọc dọc bên biển hết luôn. Hết đường hả anh? Vậy là kiếm chỗ parking đi anh. Cục biển luôn rồi anh. Đây nè anh, đây em anh. Đây là ngược, mình đang quay ngược ánh nắng mặt trời á, cho nên nó cũng hơi nhìn nó không được rõ lắm. I like that style though. Nó bị hơi mờ, nhưng mà nếu mà mình cùng anh hoặc vô lên trả tiền cũng được anh. Open dawn to dawn. Sao vậy? Open dawn to dawn. Ờ đây nè, trời ơi mát quá đã quá, thấy nhộn nhịp dễ sợ luôn các bạn ơi. Mùa đông đấy. Hoặc mình đậu đây cũng được, đi bộ. Ôi trong đây có mấy cái shopping nữa nè. Chắc vậy có nhà hàng, nhà ăn nè, xong mình tắm xong á mình dạo biển xong mình lên đây mình kiếm gì mình ăn trong đây luôn. Mướn xe scooter chạy với Hương quá à. Wow, nhộn nhịp quá à. Tại các bạn biết sao không? Không có nghĩ là nó nhộn nhịp mà nó vui vậy luôn nha. Biết vậy là chắc là mướn ở đây ở luôn. Đây đông quá ha. Xuống đáp vậy. Đi cho biết luôn. Wow, mình quay cảnh đường cho các bạn xem luôn nè. Wow. Wow, that's so pretty. Miami ban đêm mới con y chang vậy luôn. Như chỗ parking mà giờ nậu. Chỗ nào cũng được
Ừ, bây giờ thấy chỗ nào mà parking được mình đậu anh. Mình đi vòng vòng chơi vậy. Không có shopping đâu, giờ đi xuống biển trước anh ơi. Mình đi biển xong rồi cái mình đói cái mình chạy lên mình ăn. Đi biển tới cái sunset. Ồ, bây giờ chuẩn bị sunset xuống đó con. Dạ. Bây giờ mình đậu xe các bạn ơi, rồi mình đi bộ xuống biển. Nhộn nhịp, đông vui, người người đông đúc. Ngày lễ mà năm cuối năm đó các bạn. Thôi mình đi qua đường các bạn ơi. Đây bên đây đông nhộn nhịp quá. À trời, anh cameraman nó ngồi sẵn trong đây rồi. Quả không bơi sao mà không ngồi sẵn đây trời. Uống bia hả? Cái gì ngồi sẵn đây rồi, không đi tắm hả? Đi xuống dưới tắm đi. Mấy đứa dắt tụi nó xuống dạo tắm. Ok. Tên tên. Bây giờ mấy anh chị em đi xuống biển này các bạn ơi. Ta da. Hi. Ở bên đây đang có cái gì mà đông vui này các bạn. Đang làm magic đó các bạn. Check this out. They have to be a cute little kid in the front row sitting down. They have to be sitting down in the front row. Wow, chuẩn bị mặt trời sắp lặn rồi nha. Cô không biết là nước đẹp không? Sao tắm chưa? Lạnh quá hả? Con xuống chưa? Dạ. Xuống rồi hả? Mà lạnh hả? Con muốn làm tắm. À, tắm đi, tắm người body thôi. Yeah. Cũng đông ghê các bạn ơi. Nhưng mà không biết nước biển sạch không? Con thấy nước biển sạch không? Dạ. Yeah. Ồ, cát này cũng mịn này, cũng sạch nè. Hả? Cũng đông ghê. Nhưng mà mình đang bị cảm các bạn ơi, mình không có tắm được. Trời, chắc lần này đi không biết sao, bị cảm nè, cho nên là chỉ đi xuống ngắm biển, ngắm gió thôi. Ô, đi ra ngoài kia ngắm mặt trời lặn xuống đó con. Chuẩn bị mặt trời lặn sunset con. Lạnh không? Thôi, biển ở đây không sạch. Biển này đâu có đẹp đâu, mà không có sạch. Không có clear. Đúng không? Cái chỗ hồi nãy clear hơn con. Cái chỗ cái nãy mình đọc lại quên rồi gì? Bô gì quên rồi, cái tên nãy là gì con quên rồi, Bonita hả? Bonita. À. Cái biển Bonita hồi nãy mình có stop by qua mình thấy cái thì nó sạch hơn chỗ này. Ở đây thì điểm mình đông vui thôi à, biển thì nó không có được sạch. Chở đi ra sâu luôn hả? Nó không lạnh hả ta? Từ cái mặt trời lặn này các bạn nhìn trời đẹp. Coi ra trong đây là seafood hả con? Dạ. Lấy con coi là seafood hả? Dạ. Rồi bây giờ các bạn đi vô ăn nha, đi ăn này là ăn dinner. Ăn dinner xong là chạy về nhà luôn đó các bạn. Chạy về Fort Lauderdale luôn. Ở đây nói chung là buổi tối mà mướn cái phòng ở đây ở luôn các bạn, nhộn nhịp. Biển thì nó cũng đông vui quá. Có cái trên lầu kìa, con muốn lên lầu không? Dạ. Con muốn lên lầu không? Ở trên có lầu kìa. Ở trên lầu đi con. Ồ, chờ đúng rồi, chờ 30 phút rồi ạ. À. Các bạn ơi, đồ ăn đã ra rồi đây. Ủa, món ăn là món gì vậy? Này, brisket. Trời, tối quá, không thấy đường các bạn ơi, không thấy brisket rõ. Brisket gì con? Qua là fish à? Ủa, của cô là rubber mà đúng không? Smoked brisket. Sao có french fry đây vậy? Rồi ăn thôi nha. Mời các bạn nha, mời cả nhà ăn. Đói bụng quá, ăn không đi về các bạn. Đợi lâu quá, chắc về tới nhà 12 giờ khuya á. Ngon không đâu biệt. Rồi có hai miếng này ngon luôn á. Tại biết nãy cô ăn giống như Ruby à. Ngon. Ăn nó ngon lành. Trời ơi, biết gì, tốt dữ. Hơi bị dai. Này mình ăn cá rubber này các bạn.
Rapper tiếng Việt cái gì em? Cái gì? Cái rapper. Nó có nhiều cái rapper hả? À. Tiếng Việt là gì ta? Cái gì quên rồi trời. Lấy cái habanero cái này cay nè. Người nào thích ăn cay cay, nó cay quá. Rồi ăn dĩa nó ứ hự luôn các bạn ơi, nó bự quá. Cay quá, nóng ruột. Siêu bự luôn á. Ăn chấm với mấy cái sốt nè các bạn. Có mấy cái sốt đây nữa. Chấm cái này. Bò mà giao khác không đứt luôn. Đợi đang tính tiền con. Bây giờ mấy anh chị em mình ăn xong hết các bạn ơi, bây giờ là 8 giờ thì đang đợi trả tiền xong là mấy anh em bắt đầu lái xe về tới nhà, chắc 3 tiếng cho nên 8, 10, 11 giờ á. 3 tiếng. Bye bye các bạn nha. Nói chung ngày hôm nay mấy anh chị em đi chơi rất là vui. Không có tắm biển được nhiều, nhờ giống như đi hóng gió thôi. Tham quan dạo cảnh thôi. Rồi ăn bữa ăn chạy về. Bye bye các bạn nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.